Chào các bạn, mình đang có mặt tại Móng Cái, Quảng Ninh và trước mắt các bạn là khu chợ Vinco, nơi tập trung những đầu buôn lớn về điện thoại. Tập đoàn Vinco thì là một tập đoàn của Trung Quốc và được thuê đặt địa điểm tại Việt Nam. Nơi đây thì các đầu buôn người ta sẽ thuê lại các gian hàng và người ta sẽ phân phối bán lẻ, bán buôn cho các cái cửa hàng tại Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những các tỉnh lân cận khác. Như trước mắt các bạn đấy là các cái gian hàng nhỏ để các cái đầu buôn ấy, người ta sẽ thuê các gian hàng ở đây và người ta sẽ làm nơi trung chuyển hàng hóa. Nơi đây là một trong những cái đầu mối chính cung cấp điện thoại cho thị trường Việt Nam, đặc biệt là điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Một số gian hàng thì có tập trung vào cả những việc sửa chữa để cung cấp những cái dịch vụ như là thay màn này, ép kính này, rửa cam này, hoặc là tập trung vào bảo hành cho những cái đơn hàng mà người ta phân phối đi thị trường Việt Nam.